Hello siêu bạn, chào mừng bạn đến với hệ thống siêu thị 18.vn. Thì hôm nay siêu thị 18 xin giới thiệu cách sử dụng về cái dòng thuốc kích dục D10 dành cho khách hàng bên mình ha. Thì cái dòng thuốc kích dục D10 này hiện đang bán rất là chạy, đặc biệt là bên siêu thị 18 mình có rất là nhiều khách hàng đặt hàng cái dòng D10 này. Và hôm nay mình làm clip này hướng dẫn cho bạn cách sử dụng sao cho nó hiệu quả. Và nếu các bạn nào muốn đặt hàng thì hãy liên hệ ngay số line 0936 903 933, bên mình sẽ tư vấn hỗ trợ giúp các bạn đặt hàng và giao hàng là tuyệt đối kín đáo, bảo mật thông tin khách hàng nha bạn. Cái D10 này là cái dòng thuốc kích dục dạng nước này, chuyên kích dục nữ, dành cho các bạn nam giới, cánh đàn ông muốn kích thích người phụ nữ, làm cho họ hưng phấn hơn trong quá trình quan hệ này, lấy lại cái ham muốn tình dục này, chủ động hơn trong việc quan hệ, thì có thể sử dụng cái D10 này. Và đặc biệt là D10 này nó là cái thuốc kích dục dạng nước nha, không màu, không mùi, không vị, rất là dễ sử dụng. Các bạn có thể hòa trộn vào trong nước uống này, nước ngọt này, nước ép trái cây này, trà sữa này đều được. Và mỗi lần các bạn sử dụng thì nên sử dụng nửa chai này, bạn hòa tan vào trong nước thì nó hòa tan rất là nhanh và nó không màu không mùi, nên người phụ nữ rất khó phát hiện ra. Các bạn nam giới có thể sử dụng kín đáo để gạt định người phụ nữ rất là dễ dàng. D10 này là một cái dòng sản phẩm thuốc kích dục đến từ Nga và nó nổi tiếng trên thị trường hiện nay. Bên siêu thị 18, cái dòng thuốc kích dục mà lâu đời nhất của bên mình đó chính là cái dòng D10 này nha bạn, và khách hàng phản hồi rất là tốt, rất là hiệu quả về cái dòng thuốc kích dục D10. Khi mà sử dụng D10 thì rất là khó phát hiện ra và nó hiệu quả nhanh, chỉ mất từ 7 đến 10 phút để cho người phụ nữ cảm thấy ham muốn tình dục rạo rực trong người và thèm muốn quan hệ. Những dấu hiệu cho thấy người phụ nữ đã bị kích dục là hai chân khép lại nè, mặt đỏ ửng này, lời nói ấp úng này, tim đập nhanh này, và bộ ngực sẽ căng lên đó, những cử chỉ bối rối, là đó là những cái dấu hiệu cho thấy người phụ nữ đã bị kích dục. Và lúc này cánh đàn ông phải chủ động gạt tình nha bạn, bởi vì khi mà người phụ nữ đã bị kích dục như thế này rồi thì họ rất là khó kiềm chế, nhưng mà trong người họ sẽ vẫn kiềm chế, không có chủ động thể hiện ra bên ngoài. Nhưng mà các bạn nên nhận biết những cái dấu hiệu để các bạn chủ động gạt tình họ, đó những lời nói khiêu khích nè, đề cập đến cái chuyện việc quan hệ, hay là các bạn đụng chạm da thịt, thì các bạn có thể để kích thích người phụ nữ để họ khó mà kiềm chế được và tiến đến cái phần quan hệ với các bạn ha. Thì sau khi quan hệ xong thì kết thúc cái D10 này nó sẽ không gây ra bất cứ tác dụng phụ gì, và sau khi quan hệ xong thì họ sẽ trở lại trạng thái bình thường. Trong trường hợp nếu mà người phụ nữ không quan hệ thì khoảng 1 tiếng đồng hồ sau thì thuốc kích dục này nó cũng hết hiệu hiệu lực nha các bạn, và cơ thể người phụ nữ cũng sẽ trở lại trạng thái bình thường như chưa từng sử dụng cái thuốc kích dục này ha. Thì D10 là một cái dòng chuyên kích dục nữ mạnh nhất thị trường hiện nay và rất là dễ dàng sử dụng, giá thành hợp lý, một chai sử dụng được 2 lần và cực kỳ là an toàn, không gây ra bất cứ tác dụng phụ gì, nên các bạn yên tâm. Thì hôm nay siêu thị 18.vn xin giới thiệu thêm cho bạn về một cái chai xịt chống xuất tinh sớm có tên gọi là Stut 100. Stut 100 này là chai xịt chống xuất tinh sớm đến từ Anh Quốc. Một chai này nó có giá thành cực kỳ là hợp lý luôn, và rất là phù hợp cho bạn nam giới bị xuất tinh sớm hiện nay. Sử dụng thì nó sẽ giảm bớt cái độ nhạy cảm của đầu dương vật đi, và chống cái tình trạng xuất tinh sớm này, làm giảm bớt cảm giác của kích thích cảm giác sướng khi mà quan hệ, giúp từ đó là các bạn cũng có thể quan hệ lâu dài hơn và không còn xuất hiện cái tình trạng cảm giác muốn xuất tinh sớm nữa. Đó, từ đó các bạn có thể quan hệ từ 20 phút đến 30 phút, rất là hiệu quả, rất là an toàn. Thì khi mà sử dụng thì các bạn massage dương vật là cương cứng và mình sẽ trực tiếp lên đầu dương vật luôn nha các bạn. Thì lúc đó thuốc sẽ hỗ trợ giúp các bạn nam giới quan hệ lâu dài hơn. Hãy liên hệ ngay số line 0936 903 933, bên mình sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ cho bạn. Nếu các bạn đặt hàng, bên mình giao hàng toàn quốc trong vòng 3 ngày, mọi thông tin đảm bảo bảo mật, giao hàng là tuyệt đối kín đáo an toàn này, bảo mật thông tin hàng, và các bạn có thể kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Thì mình cũng xin kết thúc video tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.